Rồi Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên nha. Cuối ngồi ngày bây giờ là mấy anh em là chuẩn bị dọn dẹp của chú anh chị. Mà chưa mua tới là mấy anh mời ra hỏi làm luôn. Cái không khí đó còn chú anh chị. Qua đây nè. Còn mình sao đẩy, anh đẩy hấp xuống chút xíu. Cái cây mình nó yếu, anh đẩy gục gần là nó ra ngã nó lật á. Dạ bye bye anh nha. Chưa ủa, chưa hả? Chúng ta chưa thể nói lời bye bye được khi mà chúng ta chỉ làm tròn 4 phân. Nó chưa ca hết cho nè. Không lấy cái là đủ bộ tam sen luôn. Nhiều đó sao đủ. Bọc nè, nhiều luôn. Thì dư thì cứ hai đứa ấy chứ để người kia chờ, người kia chờ chứ. Trời hả mày? Mai mày có xuống không? Xuống chơi. Vậy là sao mở hả? Thêm một người nữa. Ủa, vậy dễ hả? Xì sớm vậy, lao xong vậy. Chào My nha. Vậy là đuổi rồi. Mai chiều xuống chơi. Ở trong cái bịch mà cái bịch bánh trung thu á con. Sợ con lá cam bự à. Hết luôn. Cái con đó một nó bay xuống tay một cái không biết chạy đường nào luôn. Con lá cam quá trời bự. Người lấy người lái lai cam ở đây mà sao mà cái lai cam nằm trên đó nó bay kiểu nguy hiểm quá. Hiện tại là chiều về thì mình có thể là sẽ mặc áo mưa nhé. Chiều coi khổng lồ luôn. Cự. Nam cái gãy vụ nó phán còn à tao có không bà con lúc ngang chi trời ơi tao hâm mộ tao vô lúc ngang con cho tao lúc gì vậy tao nghe muốn động mộ tao sẽ qua cái muốn quậy trời ơi cái mộ muốn quậy nè bữa nó giả leo lên anh á nguyên cái mộ cái muốn quậy luôn sập luôn mộ hả ừ kỳ à nó xích cái đó ra cái đó với nó xích ke thôi giá ừ. Nó xích cái tay luôn hồi trước còn một khán giả chê mộ của cậu năm xưa ừ. Trời ơi, mỗi hả? Ủa, con năm vậy mà còn chơi xấu nữa à, vô nó trời ơi, mỗi năm con bội đẹp quá, đẹp luôn, mỗi năm xấu quá. Vậy là năm bắt quá tuyệt vời rồi, vậy là bất ngờ mỗi con năm có anh đi fan. Hai bộ con gồng anh ấy. Còn nói gì nữa hả chị? Ý là chị nói á, chị đang khen á. Vô hai chồng. Chị đang khen cặp gồng của chị không ngọc. Đâu phán cầu hết được mặt cầu đen mà ta phải phán sao cho nó đỏ lên chứ phán sao mà nó đen hôi luôn rồi trời ờ ông nội kia đầu xấu vô cái đó lao đi cho bà con đâu vô lúc ngang gì mất công mà mình kêu là chú kia chứ mà sao dùng từ ông nội kia à các bà con đâu vô lúc ngang gì nói vậy chắc hàng ngàn hôm nay chắc hàng ngàn người ta đốt nha bà con hết rồi rồi vô ra chơi chị khán giả nó nào mộ ra anh quậy nè à bữa đó là khán giả là sập nguyên cái mộ anh quậy luôn mới làm lại ờ ừ, thiệt chứ anh liền làm lại tôi nói gần càng già càng chua là vậy rồi nói đây anh liền làm đây không cho ai gia đình là làm không tính làm để anh liền không cho một người làm một tay thôi nha không ai được làm hai tay nha dạ, quá. Nói rồi đó tay nha tay một chân nha là một tay nha tay bán cầu hết tay chân thì tay chân thôi dở một chân lên cái nhảy vô lúc nhà nó không phải bà con đâu đốt chi không phải dòng họ đâu đốt cái này chăm chưa cái chưa chưa vậy đi về thành phố nữa cái bình nó đi để cái nghe nói chuyện anh đi phát lập mà Neo nghe nói chuyện anh phát lập mà ủa hôm qua Neo nói để nói cái
Anh ơi, cái lọc ngày hôm qua là của vị khán giả nào không chưa biết để cảm ơn luôn á. À, giờ mới nghe. Bây giờ mới nghe luôn á. Ờ, vậy là của cô Yến Đoàn hả? Rồi, vậy là con cảm ơn cô Yến Đoàn rất là nhiều nha. Cảm ơn cô Yến Đoàn nha, cô Yến Đoàn. Chúc cô nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô Yến Đoàn. Cảm ơn cô Yến Đoàn nha. Ông đang không có sức sống mà đâu. Này đâu? Bye bye mọi người nha. Bye bye ba lần rồi đó. Bye bye ba lần rồi đó. Làm xong lên cộng đứng gì? Rồi. Như chuẩn bị chuyển mưa lớn lắm mấy anh à. Mình chuẩn bị dài cái chuồng của mình sớm sớm. Rồi được rồi. Xong hết chưa? Rồi học vẹt có quen anh. Đó. Cái này la bóng ha. Rồi đem lau cái này anh chăm vào, anh chăm đèn đi rồi đem lên. Này xong hết rồi, này đốt đèn bỏ lên à. Chăm hả? Không, cái này lau bóng. Vậy sao em lấy lại lau anh không có? Chờ, nhưng mà nãy tôi lấy kia không cho, giờ kêu này. Ớt rồi, chưa mua này nữa. Chưa nè. Cái đó đừng làm, đó là để em mình đi kiếm mình gọi mua mới có rồi nè. Nào. Cái bóng đó. Anh biết ở đâu bán không? Có hả? À. Có bên mà chi á. Mà chi nào ta? Đi đường nè. Mà anh mua mà em gửi tiền anh. Chú đưa mặt đưa mẫu lại. Nè, cái mẫu gì nè? Đi rồi. Đi mẫu kìa. Cái này nào? Có của mẹ đó. Bự không? Bự không? Ý. Nó không? Cao cao. Hả? Mấy cái đèn này sáng nay chăng? Nhiều, từ từ. Đâu có hết đâu. Ủa? Ôi, coi chừng bãi. Rồi, vậy cũng được đi chứ gì. Nè, bỏ đó. Hay quá. Còn có nhiêu đây à? Còn có nửa bóng. Thôi giờ cái bóng của tôi kìa trời. Này xong chưa chồng? Dao. Chồng ơi, này xong chưa? Xong rồi. Dao ơi. Lát anh chạy ra mua xong vô anh gắn luôn được. Tải mẻ thêm miếng nữa. Em làm gì đâu? Thấy tự ứ vậy. Ứ cái gì chị? Nãy để em cho tao nói chữ Đồng Nai thì tao đâu ứ. Tao cần gì đâu một cái Đồng Nai, Bình Dương. Đồng Nai. Ừ. Yêu mến Đồng Nai quá chừng. Tại bữa tao đứng hết á. Trời đang mưa. Nhanh quá ha. Trời đang mưa, mình phải gấp để trở về chuồng. Có một cái máy ngoài đang biểu pin.
Không, đây là máy của anh. Của anh Tam. Tam ơi, Minh Hiếu. Minh Hiếu, tít. Rồi, bây giờ hấp nha anh. Tam ơi. Buổi chiều của chú anh chị thì mấy anh em là mỗi người một tay của chú anh chị. Cố gắng để lại cái đổ quỷ cho em hết một đống rồi mình về mình sẽ tắt. Ồ, cái gì lạ quá ta. Tàu. Dạ, tức là không ai để gác vào đấy nữa không? Còn anh 15 hết ơi, anh có vỏ nhang không? Bỏ vô đây đi em thì đổ luôn anh. Thôi anh đi đi. Thôi vậy thì mình đi nha quý vị. Anh cứ đi đi. Chờ mấy anh em lau rồi, lau lại được không? Lau lại. Rồi mấy chị né ra cho ảnh đốt ngang cái nè. Được. Anh chị ơi, né cho anh đốt ngang cái để ngang hơi tàn hết cây luôn. Anh đây chết luôn á. Ủa, ớt đốt ngang cho chú chưa? Đốt ngang cho chú rồi đốt ngang luôn mấy tất cả mà một khác luôn. Ờ hả. Mình làm một khác mà hết luôn đúng không chị? Chị nói đúng đi. Đúng. Sao phải hỏi chị đúng không? Giờ mới sao chứ nó gì kỳ. Ngày mai chắc mình làm lại quá sao mà lấy chiếc giờ sau đó nùi ta. Giết gãy hết với cái đầu. Xè ra cho nó mau để hơn nữa hả? Hết nửa cây rồi. Chơi chắc được ha. Cái đốt ngang dài thì chỉ cần lửa ra 2-4. Bữa nay chị Bích sẽ cùng với anh vào sẽ hai cho anh Ngọc đảm nhiệm cái nhiệm vụ đó chính là lau sàn mẫu. Mai chị Bích có lên không? Chị Bích ơi. Dạ, mai không lên. Vậy nãy em thấy 500 mấy mà anh. Cảm ơn nha. Uống cà phê với bạn gái yêu thương nha. Ơi. Ủa sao đang 450 người mẹ em ra đang chào xong cái quý vị. Tại vì nghe nói có bạn gái đó, người ta ra bớt đó. Ớt đang hấp hô cô chú anh chị. Đúng rồi, cái video của Hiền Chiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Chiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha. Hiện tại cái lực lượng là quá đông, cầm em ta quá hùng hậu.